Một trong những cái điều rất là quan trọng khác ở trong cái việc mà để cái video của bạn được người khác nhìn thấy, đấy là các bạn có thể làm một cái hình thumbnail, hình đại diện cho video ấn tượng. Và từ một cái thumbnail mà ấn tượng thì có thể là cái lôi kéo người dùng đến với video của mình rất là tốt. Và thumbnail đẹp kết hợp với lại là tiêu đề mô tả thẻ tag rõ ràng thì đây là một công thức để giúp cho video của bạn có view và được thành công. Các bạn có thể nhìn thấy là cái hình của tôi thì cái chữ của tôi ấy được nó màu trắng và có viền đổ bóng màu xanh lá cây. Và cái hình thumbnail này nó có liên quan đến đến cái tiêu đề của video của tôi. Ngoài ra thì các bạn có thể là nhìn thấy các cái video khác. Và các bạn có thể nhìn thấy là tất cả các video trên top thì đều có những cái hình thumbnail khá là ấn tượng. Và tôi sẽ có nhìn thấy một cái video video đấy thì là mình có số cái rất là xấu ở đây, và cái ví dụ như cái video mà chữ đỏ kìa thì tôi không thể đọc được cái chữ đấy. Đây, các bạn thấy đây, cái video của tôi đấy, cái word, cái chữ đọc rất là rõ, và có một số cái lại cái chữ nó sẽ bị biến mất. Và cái thumbnail là một điều cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nhớ. Và các bạn lưu ý không dùng cái phần này ở trong cái thumbnail của mình. Rồi cái phần này là cái phần thời thời gian. Và nếu như bạn cho cái phần quan trọng của mình vào đây thì nó sẽ bị mất. Và các bạn lưu ý là tuyệt đối là không cho cái gì vào đây cả. Vào cái phần góc dưới bên bên tay phải ấy. Và nếu như bạn có thể thì bạn hãy cho một cái hình mặt người vào đây. Và có thể cho 3 đến 4 chữ vào đây. Và cho nó những cái hiệu ứng đổ bóng hay là hiệu ứng viền để người dùng có thể dễ đọc hơn. Và nó làm nó khác biệt với tất cả các video khác. Và các bạn nhớ là tuyệt đối là phải dùng cái phông chữ rất là rõ ràng. Và có thể nhìn thấy cái video kia thì là cái phông của họ nó không rõ ràng, mà cái màu của họ rất là mờ. Và nếu như bạn cho chữ vào thì các bạn tuyệt đối nhớ là các bạn phải để cho người dùng người ta nhìn thấy, nếu không nhìn thấy thì nó không tác dụng. Và tất cả những cái điều đấy đã làm cho tôi có được cái khoảng tầm 540 đến 3.000 lượt view trong vòng 9 tháng đối với một video này. Và các bạn biết rằng là Google rất là yêu cái comment, và tôi có 1.694 comment trên này. Và cái việc mà thumbnail ấy thì nó không sẽ không giúp cho YouTube mà chứ cho bạn nhiều khán giả hơn. Tuy nhiên là nếu như mà cái thumbnail mà nó đẹp ấy thì nó sẽ tăng cái độ cạnh tranh của các bạn so với cái video khác. Ví dụ như người dùng người ta nhìn thấy hai ba cái video nó cùng một thứ hạng hoặc là trên dưới nhau một thứ hạng thì họ sẽ ưu tiên chọn những cái video nào có thumbnail chất lượng, đúng không ạ? Thứ hạng thì họ sẽ ưu tiên chọn những cái video nào có thumbnail chất lượng, đúng không ạ?